chào chị, lúc này khỏe không? Chị, chào em. Chào cháu Kiền này, khỏe không? Khỏe. Hai mẹ con đang dùng cơm hả? Đang dùng cơm nè. Dạ, được gì dùng nè? Cá khô cho nhỏ đi mua. Em xin coi xíu ơi. Wow, khô cá rô phi hả? Cá rô phi. Nhìn thấy ngon dữ hen. Còn cái này là gì á? Cái này dưa muốn làm ơn nè, làm nhà đó. Là dưa chua hả? Dưa chua đó. Nhìn thấy ngon không? Cái này là... Để sau hè rồi mình đập cho nó dẹp dẹp. Dưa chua này ăn với cơm nóng nóng ngon lắm ha. Đó. Chị đã dùng cơm hả? Trời ơi, kìa ăn nguyên cái tô luôn hả? Kìa. Nguyên ăn cái tô luôn hả vậy? Ủa dữ vậy? Ủa giờ chị dùng cơm xíu đi, rồi chị em mình nói chuyện nha. Có gì đâu, quay đi. Rồi chị dùng cơm xong rồi ha. Xong rồi. Một bữa vậy ăn mấy chén nè? Ăn 2 chén, 3 chén. Trời được ăn nhiều quá, mập xấu lắm. Không có mập đấy, tại vì đói bụng thì ăn nhiều quá. Thôi mình nói vậy thôi, chị cũng lớn tuổi rồi. Với lại mình đây là người nông thôn mà. Mình cũng hay đi làm này làm kia, thứ nhất là mình phải có sức khỏe ha. Dạ thì em nói chơi thôi. Rồi sao lại bún bán lúc này sao rồi? Chị cũng bán được lắm em ơi, tại trời mưa lúc này chị nghỉ ngang qua với bữa nay biết làm sao không? Chị đi xe ôm ghét quá rồi nuôi ông xe ôm hết trơn luôn. Trời chị ơi. Chị nghỉ 2 ngày nay rồi đó. Ủa chào anh Sơn hả? Đó, ngủ mới thức hay sao? Ngủ mới thức hả? Bẹt ao đó. Anh ngủ mới thức hả? Mới có bệnh gì không? Không. Hả? Vậy hả? Trời ơi, rồi đi bán thì nuôi xe ôm không hả? Đi nuôi xe ôm không á, ngày 90, 80, 70 cũng có. Rồi hình như không có mưa á, giác cha con đó. Ủa em nói nghe, tại sao mình mua trứng mình không cho người ta giao tới chỗ là sao? Mình phải đi lấy tới chỗ là sao? Không phải em ơi, tại vì người ta bán giữa chợ, mình đi chỗ là mình đi điếm của người ta á. Mình phải điếm tới chỗ ha? Đúng vậy. Trời ơi. Nếu mà họ cứ ngoài đồng á, người ta có xe, rồi người ta có cái gì đó, cái sọt gì á. Cái sọt. Dắt nhà người ta chở mình tới nhà luôn. Cái này mình mua giữa chợ lòng mà. Phải ngồi xe từ đây ra tới chợ. Hết nhiêu đi về hết nhiêu? Là đây là 70.000 đó. 50.000 á, bận đi bận về. Bận đi bận về là 50.000. 50.000. Rồi khuya không trời mưa thì cha con nó giá. Trời. Nếu mà trời mưa thì mưa nó không kịp, nó ướt giấy thôi nè, cái thùng này nè. Nó ướt bên này thôi. Đó. Nó bị sao? Đấy là thùng hay sao? Cái này thùng ta điếm á. Điếm để cho mình hả? Trời ơi, tội dữ rồi. Dạ, người ta điếm lần 50, cái nhỏ 50, cái bự 50. Ủa như vậy là hết, mấy cái thùng đó hết sạch luôn hả? Hết hả? Hết trơn hả? Người ta điếm lại tới nhà là lần cái bự 50, cái nhỏ 50 là đẹp. Dạ. Cái thùng cho người ta hết hai cái thùng đó. Cái này chị đem lại chiều mới mốt chừng mình không có mình đem đi. Rồi qua đây ngồi coi. Lại được nhiêu rồi cho dai mửa rồi. Lại cũng được đủ xe ôm còn dư 90, 100 gì đó. Có dư mà là gì đó, lại 150, 140 rồi xe ôm là 70.000 còn dư 70.000. Rồi có dư. Rồi tại sao là sáng nay với hôm qua không bán là bị gì nè? Ngày qua hả chị đau bụng quá chạy cầu quét mấy lần luôn đó, hai liều. Dạ. Rồi tình hình là mình lâu dài ổn không? Cũng ổn rồi, chị bán trời ơi, chị có mua mai bán đắt lắm. Thì giờ nói chung em bữa cũng có ghé ghi hình hết một lần, nói lại thì em có công chuyện nhiều quá, bữa đi quay tới Vĩnh Long á. Em phải đi đó thứ hai ngày hay đêm lận nên không có về kịp để đi ghi hình. Có lẽ tất cả anh em ở đây thì ở xa xa lắm, người ta cũng không có đến sớm được. Thì cái em ở gần đây em còn đi chợ nhóm chợ sớm được. Thì em bữa đi là đi phải ngủ đó nữa, mất ngủ. Ngủ qua ngày hai ngày một đêm qua bên đó. Đó mà không có thời gian để quay cập nhật chị như thế nào. Giờ vốn liếng sao vậy? Vốn hả chị bán riết quá thì thành ra vốn vô cái xe ôm là chỉ lời được 130, 140. Đừng nói hết vốn nha. 150 thì còn có luôn rồi. Đừng nói đứt vốn nha. Thì hết thân nữa rồi. Trời ơi. Ủa tiền em mạnh thường quân em cho 3 triệu nha, em nhớ là tới 3 triệu lần á.
3 triệu hả? Em biết sao không? Không phải là chị nói đó Mạnh Thường Quân ơi, chị với mà cô bác nào dùng giúp đỡ cho con hoặc là em gì đó, hoặc là chị gì đó. Rồi chị của chị Lan hiểu không? Dạ chị Lan á, chị em kêu người ta cào đất lấp mương sau hè cho nhỏ con gái đó ở trên mà Đồng Nai nó nuôi nuôi gà đó. Rồi cái việc đó rồi, chị có nghe rồi. Nó nuôi không phải tháng đâu. Nuôi lứa. Chừng nào lứa xong sòng thẳng rồi gã bày người ta hết trơn rồi người ta mới tính tiền trả. Rồi bây giờ nè mà thiếu người ta 2 tháng mấy rồi chưa tới lứa, vừa nuôi vừa bắt đó, chưa tới lứa nó. Bây giờ người ta gọt cái một người ta đòi tiền chị không biết làm sao điện cho nó nói mẹ ơi con bây giờ gà chưa tới lứa, mẹ dùng kiếm ai cho. Rồi thấy Mạnh Thường Quân á đưa cho chị nói hết tiền số này là tiền của mẹ cho mẹ làm vốn con ơi, nếu mà mẹ chích trả cho người ta thế con rồi á mẹ đâu có vốn. Nói chung đây cái đó là chị không có ăn xài dùng xích trả cho nhỏ con đó. Rồi nó nói mười mấy tay, bữa nay mấy tay rồi. Ý là cái đất đìa này đúng không? Đất đìa là đó. Chị mướn người ta mướn xe đổ. Đúng rồi. Rồi chị thiếu nợ người ta là thiếu nhiêu? Thiếu 4 triệu. 4 triệu. Rồi tiền của Mạnh Thường Quân đưa cho chị là vậy chị. 3 triệu. Là chị chích cái tiền đó để trả người ta hả? Trả anh ta đó. Ủa tại sao không hẹn ta đi? Không, chị không biết hẹn sao, điểm cho nhỏ nó hẹn 2-3 bữa, nhỏ nó nói coi lứa. Không phải coi tháng. Không, ý là thằng chủ đất này nè, tại sao mình không hẹn rồi? Chị hẹn 2-3 lần rồi. Người ta qua đòi quá sao? Nó đòi chủ người ta lại đòi chị quá em ơi. Rồi nhỏ nó chưa tới lứa nữa, rồi vừa đi vô chạy chưa bắt nuôi nữa, chừng nào tự tuần lễ người ta mới bắt nuôi phải không? Trời nuôi con vịt đó, con gà vậy đó. Rồi nuôi tháng cũng đỡ, cái này nuôi lứa. Rồi chừng ta lại đòi chị 2-3 lần chị không có tiền á. Chị đi mà chị Lan ở mà nước ngoài, rồi anh chị đồng mạng đó là giúp đỡ cho chị á, chị biết số vốn đó là làm vốn của chị rồi thấy người ta lại đòi chị quá. Trời là ta biết con đâu biết con mẹ à. Rồi bây giờ là chị chích ra chợ đó đỡ hả? Chợ đỡ à, còn thiếu 1 triệu nữa, hết thảy là 4 triệu. Còn thiếu 1 triệu nữa. 4 triệu gửi người ta bớt cho 50 triệu, 500 ngàn. Rồi xong luôn. Ừ. Vậy vốn hàng ngày đi mua đó là vốn từ đâu? Lâu lắm rồi đó, triệu đó đó. À cái vốn đó vốn cái Mạnh Thường Quân của bên anh Cường hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi em tưởng đâu cũng lấy 3 triệu. Tiền nhà lắp vô gần 1.4 triệu nó mua hết 1.300.000 nữa, vừa tiền xe ôm bữa đó là 90 ngàn đó. Mà chị nhắm á, nhắm thấy bán được không? Theo em á. Chị thấy bán được mà kẹt không có xe, em mưa để mướn ta không khuya thì thấy trời mưa lại. À, quá trời. Lại cái gì á, trời mưa đang mưa mà mưa mới bắt đầu mưa vậy đó thì dạ. Xe ôm ta cố gắng ta chạy lại 3 giờ đó. Là có 20 ngàn, 30 ngàn á, hai thùng đó đó. Hai thùng đó đó là 300 hộp đó. Là chở đi được 20 ngàn. Ừ. Người đi phải đi lên chợ hết 50 ngàn nữa. Rồi thì đó thì ta 80, 70, 90 cũng có cà lưa luôn. Trời ơi. Tại vì mình mua nhiều mình chở nhiều quá. Rồi trứng mình đâu có chở một lần là hết đâu. Từ giờ là chỉ là hết vốn luôn vậy. Dạ. Đã thấy cũng chị bán được lắm mà nghẹt cái mà số vốn của chị thấy 3 triệu đó chị cũng mua cái gì lớn một chút xíu nữa rồi. Cái người thấy người ta lại đòi chị quá rồi nói hơi chú ơi bây giờ mấy đứa con của chị thì nó chưa tới lứa gà bày đâu, để ít ngày nữa đi. Nó nói không đâu, bây giờ chủ người ta kêu gom gì đó. Ủa vậy là 2 ngày nay là chị không đi bán hả? Không, mà hôm qua chị bệnh quá. Chị bệnh ý là không có vốn bán hay sao? Dứt vốn mỗi ngày là chị dứt vốn là hết 500 còn 500 đó. Trời ơi, còn 500 là lấy được cái gì? Rồi một lớp chị bệnh đau bụng, một đêm đó ngủ không được, đi cầu không mua thuốc hết 2 liều. Đó, rồi bữa nay được cái 500 chị không đi đâu mua, không đủ tiền xe ôm nữa. Nếu mà mình đi mua từ 300 mấy hộp, 400 hộp, bán 2 lần mới hết. Đó, bán 2 ngày mới hết. Rồi nếu một ngày đi lần, ngày đi lần á em biết sao không nuôi được xe ôm mà, tại vì mình không có xe á. Nếu mà có xe đi chị nói rồi, có xe ai dễ gì mà ăn của mình đồng nào phải không? Thì tiền xăng thì cho chị 50 ngàn để chạy 3 ngày.
Chạy 3 ngày chưa hết nữa, tại lên chợ không lên lớn, xuống. Lớn là như chị mua được chưa có bán được lắm chị. Ủa vậy như là nhà mình là không có xe nào luôn hả? Không có xe. Là không có đường nào binh được chiếc xe nào luôn hả? Ừ, nếu mà chợ có người ta, chị có tiền đâu mà trả người ta em. Trời mỗi rồi. Ngày nó còn mua gạo 1 ký 18 ngàn, lời chị mua gạo 3 ký 2 ký ăn thêm đó, nói chung là nói thiệt luôn đó. Đã thế đi buôn bán thì là ngày đầu tiên thấy cũng ham mà. Thấy đi bộ với lại nha, đi xe ôm tháng trời thôi cũng nói vậy. Xe ôm nó thấy chị không đi hai ngày nay nó điện. Đúng rồi, cái mối mà nó điện nói thôi bữa nay mình tìm cách nào đó chị, không có tiền xe rồi một lớp bệnh nữa. Tìm cách nào coi, tìm cách nào kiếm được xe coi, có cách nào không? Có cách nào đâu. Thằng con thằng thứ ba cái xe cùi lần nó chạy tối ngày qua đây nó chích cá, bây giờ nó chết ở xe gì nó đã ăn trước, nó không có tiền sửa nó. Gì nó bê luôn á gì? Hả? Nó chạy không được luôn hả? Ừ, nó chạy không được cái bánh gì nó dính, nó không chạy á. Nó gửi ở đây luôn. Trời dữ trời, thì em cũng đang xem cái xe đẩy, nhưng mà xe đẩy là chị cũng phải đi bộ nữa. Mà cái đường xá đây từ trên kia vô đây sình không, tháng này mưa nữa biết. Thì mà cách mà nào? Xe đẩy chị mắc công đi xe ôm lấy hột lại cũng để xe đẩy. Đúng đó. Đúng không em? Chứ bây giờ một chiếc xe là nhiêu tiền ta? Thường thường mà xe cũ á, theo chị biết á, là mấy triệu? Tiền, chị không dám hỏi. Chắc là chừng 5 triệu đổ lại không? Gì chị phải lấy thêm nước mắm nữa hả? Đây nước mắm 11 bịch đó, một bịch thì là 4 chai rồi nửa chén á, nửa chục chén, rồi cái tô là 3 cái tô, rồi cái nồi lẩu, rồi cái chảo chống dính chiến học dịch đó ba lớn nè, cũng 100 ngàn. Thì em theo 11 bịch đó, chị bán 3 ngày mà hết 8 bọc, còn lại 10, còn lại 3 bọc đó. Tính ra cũng nghe chị kể bán thì chị cũng bán được lắm đúng không? Chị đắt bán lắm. Được lắm, bán đắt lắm. Bây giờ chị có cái là mình không có phương tiện đi lên xuống hả? Đúng vậy. Cậu dưới ta bán cũng đỡ, ngày sống qua ngày cũng được, nói chung đi. Nếu mà có xe đẩy cũng phải là ngồi xe ôm ra tới chợ để lấy vậy. Trứng nữa. Đúng luôn. Rồi khổ dưới ta. Đường sau hè chị đâu có đẩy được đâu em, người đi gửi nhà ai? Em thì nói thiệt luôn á, xe đẩy á. Em thì không biết là không phải em chê với gia đình chị biết làm ăn thế nào. Giờ ở người ta ở trên kia người ta một nhà là 2-3 chiếc xe chứ. Đúng mà vậy. Nhà mình không có một chiếc nào. Để luôn. Chị thấy không, thấy tụi nhà chị coi nhà người ta có con thanh niên 2-3 chiếc, còn nhà chị có một chiếc hồi năm kia kìa, giao thông bị. Rồi mấy đứa nó làm không có dư gì luôn hả? Không đi làm luôn hả? Không có đâu. Mà tháng này có đi dậm đi gì không? Có đi dậm hai anh em đó, được một buổi vậy đó, 140. Tiền điện, tiền wifi lỡ nhà nước vô cho mình đó, mình cố gắng mình kệ đó, nó chơi wifi gì đó, vì đóng tới 110 ngàn nữa. Đó thì bây giờ nói tóm gọn, bây giờ chị thì cũng gần hết vốn rồi đúng không? Vậy. Hỏi ta. Thế chị cũng, tại vì em có ghi hình lên thì cũng có rất nhiều cô chú, rất nhiều khán giả, rất là nhiều bình luận. Nói chung là thấy chị cũng khó làm ăn thôi. Đó, em cũng đi quay cận cảnh để em có xem rồi, thấy chị thực tế luôn, chị ra đó ngồi chị bán y như còn hơn người bán hàng mà bán lâu năm nữa. Đó, em thấy cũng mừng đi. Mình thấy có cái phức mắc là mình không có phương tiện để đi thôi. Còn đối với em thì em thấy chị thấy em đi vậy chứ mình em có đâu có tiền thu nhập bao nhiêu đâu. Tiền thu nhập đâu bao nhiêu, nói chung là giúp muốn giúp chị lắm mà giúp tôi không biết đường nào để giúp được. Tại xe giờ bèo bèo không phải một chiếc xe phải 5 triệu, một chiếc xe mà không phải mới nha, xe cũng tàn tàn như vừa để chạy chỉ lên xuống á là phải chừng 5 triệu, là có thể là rẻ hơn là 5 triệu á, là 5 triệu. Đối với sức em là em sao không giúp được, em cố gắng, nhưng mà cũng cố gắng để kết nối nè, em thấy cũng không có ổn rồi. Em thấy chị bán em tính trước là không có ổn không. Không ổn là cái vụ mà chị phải tua đi bộ được, rồi đi lấy trứng là phải đi bộ được, không phải ngồi xe thì chắc chắn là xe ôm rồi. Thì bao nhiêu tiền lợi là vô xe hết vậy? 90-80. Trời biết chạy xe ôm sao, kêu em chạy xe ôm đi nha. Tại vì nhà em sao á, ví dụ em chạy xe ôm em có tiền lợi em lấy xe ôm hồi chưa. Bởi vì chị không nói chơi thôi,
có duyên bán lắm, tại vì mình có số vốn này rồi, mình không sợ hở gì, mình mua nấy nhà mình bán được. Đó, em có cái biết chị nghĩ tại sao mà bây giờ số vốn mình thằng quân em giúp nhờ đem đi lắp vô cái tiệm đất mà. Tại vì chị xin lỗi đi em ơi, tại vì chị có mặt ra mướn người ta lại lắp đìa cho thiệt, mà đều con nó ra trả thịt cho chị, mà đều nó nuôi gà lứa mà không có phải nuôi tháng nữa, chừng nào hết lứa người ta mới có sức ra đó, rồi mới có tiền ta tính lợi cho nó gửi lợi cho mẹ, rồi mẹ trả cho người ta, bây giờ người ta đổi mẹ. Chị thấy vậy em cũng lấy cái tiền nó chích ra luôn. Em cũng không biết đâu, mấy bữa nay em đâu có ghé đâu, đâu có vô đâu, gần tuần nay rồi. Thử bữa nay thì sẵn tiện thì đi ngang đây cũng như đi qua nhà kênh chị nó sẵn. Chị lo lầm lắm em ơi, bây giờ hồi trưa nè, có người Sóc Trăng nó điện cho chị, nói hỏi bỏ dưa leo nó nè. Chị nói chưa định đâu mà. Theo cảm nhận của chị là bán hàng ngày là chị có thể là bán được hay không? Bán là như là có thu nhập không? Bán có lợi không á? Có. Có không? Có luôn á. Nè, một ngày kiếm được trăm mấy không? Tính không dịch tính 5.000 đi. 5.000 đây, rồi chị bán 200 hộp, 150 hộp một ngày, 200 hộp, 300 hộp cũng có luôn. Ngày quá giỏi nha. Ngày 200 mấy trở lại, rồi từ 100 mấy trở lại, nếu một 150 nha. Đó cũng có, rồi xe ôm vô mấy à. Em tính đi. Xe ôm mà hết. Rồi chị ngồi ngay chăn luôn á, không có hủ tiếu, không có cháo, không có bún gì hết trơn á, chị không ăn. Cà phê một ly có 10.000 nha. Không ăn luôn. Không dám ăn nữa, người ta vượt cho ghế luôn á. Hồi đó chị ngồi dưới đất mà có ghế đâu. Ta tội sao ta cho. Bởi vậy ta cho ghế luôn á, vừa nước đá vừa ghế luôn á. Hồi lần đầu chị đâu có ăn uống gì đâu, không có ghế đó. Nếu mà uống á thì ta có ghế 10.000 cà phê một ly à. Vậy đó là chị về đó. Thì tính ra nếu chị không chích cái tiền đó ra thì chị cũng không có đến đổi đất vốn đúng không? Đúng rồi. Là trời chị ơi. Mua để gáo hả? Là tự lừa luôn á. Bây giờ lấy tiền nó chích ra rồi lên clip như vậy đi. Chị mình đi bán có ai buồn. Cũng hỏi chị hết trơn, ta nói chị bán giỏi quá trời luôn. Ý là chị chích tiền ra rồi em ghi hình này lên biết mình thằng Vân thấy được, biết có buồn hay không em không biết. Mà nói chung thì người ta siết quá rồi thì chị cũng biết tính đường nào, chị cũng phải liều quá. Bởi vì chị sợ em la gầy chị cũng chết à. Tại vì cái hoàn cảnh mình kêu người ta lắp điện mình cũng cảm ơn, để dành cho con nó cách nhà sát bên mẹ. Tại vì tháng hạn mình phải lo rồi, tháng mưa sau mình kéo được. Bởi vậy mới đổ cỡ tháng mấy thì nè, hồi chưa mưa ngập á. Rồi mới vô gà nó đi chạy gà mà gà người ta chưa bắt nữa. Rồi bây giờ em hỏi thiệt kìa. Sắp tới tính tới là chị tính như thế nào thì nói em nghe thử coi. Tính thì chị lại là làm ăn từ làm lại từ đầu như là bán là bán lại đúng không? Ừ, thì đó. Bán lại rồi và chị tính coi xe ôm như vậy thì đó là có cái môn là vậy nữa rồi em. Ở nhà cũng vậy rồi, giận chị con chị là đi được có 4 ngày à, bây giờ luôn thôi vắng tay rồi. Bây giờ đừng có tính đường đi dậm gì nữa, không có đâu. Năm nay là không có chỗ đi dẫm đâu. Con chị hai anh em nó đi người được 3-4 bữa, bây giờ văng rồi, đất văng tê rồi. Đó. Còn đối với sức em để giúp chị thì mua một chiếc xe chắc nó cũng hơi bị đuối. Cũng hơi bị đuối. Trời ơi, nếu nhà em có chiếc xe nào tàn tàn thì em chia cho anh chiếc. Em con chiếc một cũng để đi thôi chứ. Nó có gì đó cho chị mượn cũng được đó. Bây giờ có đâu, em có chiếc một à. Chiếc Winner đó. Con nó chạy chiếc đưa. Trời chiếc của em nó sửa lên sửa xuống đó. Đi tới từ lưa luôn á, mua cái này mua. Sửa lần 2-3 triệu chiếc của em đó. Ừ. Sửa hoài luôn, bởi em bởi có chiếc vậy. Nếu có chiếc tàng tàng cũng cho chị mượn cũng được. Có một chiếc xe thì nó quá tốt. Này không phải là mình xin, này cũng thấy chị cũng là tội nha. Chị em biết sao em nói nữa. Lắm mà chị sắp đi. Nếu mà học dịch ngày kia đó, chị là kết thúc cái bữa đó, chị nói chàng ơi đi xe ôm giết quá là cho xe ôm ăn hết rồi. Người dám miệng không dám ăn đó, người về nhà chị mua có một bịch chè cho thằng bé à. Người rau cải không dám mua nó, tại vì bán bi đao hồi em đi quay phim đó nè. Giờ bi đao vừa dưa leo vừa dưa hấu vừa đúng trứng. Rồi, đúng rồi. Rồi chị bán quỳ vốn, rồi chị đem đồ nó về nhà chị ăn. Em mua người ta thì mắc lắm em ơi, tại về nhà chị đông á. Chị không được lời đâu, nhiêu đâu để lấy cái số lợi đem về nhà mình ăn đó.
À, thì bây giờ em không biết để nói làm sao để cho đúng đâu. Còn giờ trách nhiệm của em là như vậy. Thì lúc trước thì Mạnh Thường Quân có gửi theo em là 5 triệu, chị biết không? Gửi theo là 5 triệu. Để nói chung là không đưa cho chị trước. Lần trước là mình đưa 3 triệu đúng không? Đưa 3 triệu, bây giờ còn ở trên tay của em là 2 triệu. Thì đến mà hôm nay em qua đây thăm dò tình hình như thế nào. Nếu mà 3 triệu đó anh ta không đòi tiền đất thần con này là chị mở chắc là Cũng hơi lớn lớn đúng hơi lớn luôn đó, chị dám nói là dám lầm luôn á, tại vì người ta thấy chị mua ào ào người ta trên em biết trên mà lên bữa sát bên đó, người ta dòm mặt chị cái không dám nói lời dòm mặt chị luôn đó, nhìn chị nó chắc bán được lắm. hờ đừng mua không à. Nhìn chị nó bán được lắm. Thì đó vậy không tin là mới mốt thì em đi quay cũng cái thái độ của chị là biết Rồi là biết sẵn sẵn cho em hỏi cái này nè, à. ủa cái tiền của anh Sơ là bữa, nói chung là cái lỗi của em là chị nói là đưa anh Sơ đi mua đồ nhưng mà Đúng em công vậy, việc, là em chị công không việc nhiều nói quá. xài đâu, đưa để cho chồng chị mua một bộ đồ đi, nói cô nào chị nào đó Có cô là Thu. gửi cho anh Sơn tiền đó, người chị không cho xài, chị nói mua một bộ đồ, Vừa tiền đâu hết à, có mua không? người ảnh đây bên ông xui á, thấy ông xui huy mà bệnh dựng vậy đó, ổng cho hết 200 ngàn. Rồi cũng cho anh ta nữa hả? Đúng vậy, ông Trời xui á, ơi. bệnh á, chị không có được đi thăm nó, nói hơi ông mày đi đây, tôi tưởng là ổng không đem tiền đi thì đi hỏi bằng miệng không á ha, sắc bên này nếu mà chị đi chiều là đưa 50% là được rồi, xui ra mà ổng mất 200 luôn, vì ổng đưa chị giác học dịch mấy lần đó, ổng có quán cà phê vừa bán cái gì đó, Xài cũng gần hết rồi còn đâu nữa chứ. ổng xài hết 50 ngàn nữa. Thôi bây giờ như vậy nè, thì em cũng đã nói là tiền của em giữ của Mạnh Thằng Quân em á là 5 triệu, rồi giờ chị nó chỉ đưa cho chị trước 3 triệu đi để coi chị có đúng chí thú làm ăn hay không ha. Thì qua đây để hỏi thăm coi tình hình sao, thì nghe chị kể thì em hiểu rồi, cũng do người ta qua đi siết nợ gì quá thì chị không biết đường nào tính, chị cũng chích tiền nó ra đi trả người ta rồi. Nếu mà chị không chích thế trả nợ con gái là chị dư 3 triệu chị mua đồ bán, biết chừng nào mà ăn hết tiền 3 triệu không, Vậy đó ăn tiền lời không á. thôi thì giờ em cũng giữ 2 triệu nữa đó chị, 2 triệu là em đang giữ nha, chứ em không có xài, tại vì em đâu có xài đâm nói Cái chị đó rồi là em chị mua giá không. được bự đó, Em không có xài, mở tại được vì tiền bự đó. tiền 2 triệu là 2 triệu của Mạnh Thằng Quân cho bữa là 5 triệu, nhưng mà đưa chị trước 3 triệu đi để coi chị làm ăn như thế nào đó mới mình tính tiếp đó. Bây giờ thấy chị cũng muốn làm ăn lắm mà vô người ta qua xiết Đúng nợ. luôn, em nói đúng luôn, chị muốn làm ăn với lắm, đồng đồng vô đồng ra, rồi chị không có số vốn nữa, người mạnh đồng mạnh thường quân á, chị Lan rồi đó, rồi anh chị cô bác ở trên ngoài nước gửi cho chị đó, chị cũng cảm ơn, số tiền này số số khủng không phải số nhỏ đâu. Trời ơi, chị thấy 4 5 triệu chị nói là số tiền khủng hả? Đúng Ủa đó giờ là chị chưa chưa từng cầm lần 10 triệu 20 triệu hả? đúng vậy, Trời tiền với số ơi. vốn này tiền khủng luôn á em, tại vì chị không có mắt đi tính hay nha, chị vừa chưa không không có mắt lòng tính, vừa chị ở trên ngoài nước đó gọi cho chị không cho mắt mặt chị với vừa chị luôn đó. Thôi bây giờ vậy nè. Bây giờ thì em cũng giữ 2 triệu nữa ha. 2 triệu này em giữ lâu rồi chứ không phải là ấy đâu. Thì bây giờ thấy thấy chị vậy thì em cũng nói chung là cũng trao cho chị luôn đi, 2 triệu đi luôn đi ha. Còn chị tính như thế nào đó thì em không biết. Tính làm vốn làm lại từ đầu rồi, Thì tại đó thì chị vì tính như thế nào đó thì em không biết nha. Bây giờ còn dư 2 triệu này ngày hôm nay em sẽ trao cho chị luôn, mà chị cố gắng cái tiền này không có chích trả đất nha. không có Tiền là đâu, tiền 2 triệu là không không có trả nếu đất mà được. chết rồi chị có vốn đâu mà bán đi mua ăn mỗi ngày em. Đúng rồi, tiền này là không có chích nha, em nói rồi không Rồi không có chích trả tiền đất gì hết á, chị sẽ làm vốn cho em. Vậy chiều nay là không lấy chứng được hả? có lấy được đâu, giờ này tới 7 Vậy ngày mai giờ là không có bán đúng không? thì mai chắc không có Chiều luôn. mai không bán và nhiều vậy như là ngày mai lấy lần mốt mới bán. Đúng vậy, Từ đây sắp tới em sẽ cập nhật chị liên tục luôn. rồi vậy lợi vậy đi, nó Cập nhật vậy liên tục đó, luôn á, khi nào mà chị ổn thì thôi. chị ham buôn bán lắm, nó nghẹt mà không có xe, rồi mình đi thiệt mà đi xe ôm, rồi tiền lời là vô trong đó là
là gần phân nửa là tiền lời em tính đúng đi. Rồi nếu một ngày đó chị đi mua 200 hộ cũng mắc cũng 70 ngàn, nếu mà 400 hộ cũng 70 ngàn. Đúng rồi, người ta tính theo chiến đâu phải tính theo trứng, hiểu không? Đúng rồi, đâu tính theo số lượng trứng đâu, người ta tính theo chiến. Mình mua nhiều mình bán hai lần. Thì ở vậy nè, em nói vậy nè, bây giờ hay cái phần xe là em không có giúp được, chị hiểu không? Em thì em đâu có dám hứa được, hoặc là em lấy tiền số tiền em ra để giúp cho chị chiếc xe. Thì hôm nay cũng gửi video clip này lên đó, thì nếu mà có hữu duyên đến tất cả các chú anh chị biết khán giả như là Mạnh Quân nào để muốn hỗ trợ cho chị một cái cơ hội tốt hơn nữa, có thể giúp cho chị một chiếc xe khoảng chừng 5 triệu thôi. Đó thì có thể là chị ổn định hơn đúng không? Đó, thì giờ em còn dư lại 2 triệu tiền của Mạnh Thân Quân em ở bên Úc á, là chị Lan á, là lúc trước có gửi em theo 5 triệu rồi. Để xem tình hình của chị làm ăn như thế nào đó ha. Rồi giờ thì chị cái tiền đó chứ không phải chị làm vốn cũng chích ra bên kia rồi. Cũng chích ra bên kia. Vốn trước có 1 triệu ừ. Chị bán gần 10 ngày à. Trời ơi. Rồi giờ chị nhận của em là 2 triệu này đi. Bữa chị Lan có nói em nữa 2 triệu muốn mua đồ cho anh Sơ nữa, bữa đó là mua đồ cho anh Sơ mà nghe nói là chị lấy tiền lên hết rồi. Mà thật chất ra đâu phải đâu. Là anh Sơ đem tiền đi thăm rồi còn nhiều là anh Sơ cũng xài lặt vặt này kia ha. Đúng vậy, rồi lặt vặt rồi đưa cho chị được cả. Thôi bây giờ em cũng thấy nhức đầu quá, bây giờ tiền 2 triệu thì em cũng trao cho chị đi, còn chị sắp xếp như thế nào đó ha. Hay là sau này chị buôn bán này dư có tiền lợi chị chích này mua quần áo cho anh Sơ sao thì chị nhìn lời với chị nhín 2-3 ngày là cái đó chị nhín sau chị sắp xếp sao sắp xếp nha. Dạ. Chứ còn giờ nếu em lấy lên 500 này mua cho đồ cho anh Sơ thì cũng tội chị còn có 1,5 triệu à. Dạ. Giờ do chị sắp xếp nha. Dạ. Đó cái tiền này cũng là Mạnh Thân Quân chị đó. Mua tiền lời đó, có lời ngày 100 mấy chị nè. Để 3 ngày để mua cho em... ảnh được bộ đồ đó. Em nói cho chị vậy nè, mình buôn bán mình phải sắm một cái con heo nha. Mua con heo thuộc bự chút. Dạ. Rồi cứ một ngày chị cứ nhắc cho đó cho em 20. Ví dụ ngày nào lời nhiều chị chắc 50 cho em. Vậy đó, cái tiền đó mới nó có thể là nó vậy vững là hơn. Bình thường đó đấy, 20, 50 nhiều cứ bỏ vô 30, ngày nào lời nhiều bỏ nhiều, ngày nào ít bỏ ít. Đúng chứ không có quy định đó, vậy chị mới có thể dư tới Tết nên sổ ra còn có tiền này tiền kia. Em bây giờ nhận của em 2 triệu ha, nhận em 2 triệu này người chị sắp xếp sao sắp xếp đi. Bây giờ theo em biết thì quần áo giờ tháng này tháng mưa thì cũng không có cần thiết lắm ha. Giờ cần thiết là chị bán lời 100 mấy, 170, 200, 150, 140 cũng có chừng. Ôi. Tiền số ôm nhầm khi 70, 80. Dạ dạ dạ. Đó, cũng có luôn. Rồi bây giờ chị nhận em còn 2 triệu còn lại ha. Dạ. Đây là cũng là tiền của Mạnh Thân Quân em ở bên Úc là chị Lan ha. Dạ. Đây là còn 2 triệu. Em bữa nay em trao cho chị luôn ha. Đó. Chị Lan ở bên Úc mà giúp đỡ cho em số vốn này trước sau là 5 triệu không? Đúng rồi, 5 triệu. Em cảm ơn chị Lan ở bên Úc, em chúc cho chị mần ăn dỗi, làm ăn phát đạt, dặn sự ngư ý, đừng cho chị bệnh hoạn. Rồi cố gắng nha, em nói là tiền này không có chích đi đâu nữa. Không có đâu. Tiền này sẽ cập nhật chị liên tục luôn rồi đó. Bài mãi mãi luôn đó. Tại vì chị không có dám xài của em, chị ngồi tới 9 giờ mấy uống cà phê trời ly rồi, không có ăn gì hết trơn. Em nghe nói là đi có ghế ngồi đó đó. Nghe nói là đi buôn bán mà tiền xe ôm hết 70, 80 rồi. Bán cái gì nó mà bán, trời ơi. Chị bán hết hết luôn, 200 là hết luôn, 200 hộp, 350, còn có 50 hộp đem về nhà đó. Thì nói chung đi rồi hôm nay cũng em đưa video clip này lên đi, cũng cầu mong sau mình cũng được hữu duyên đến tất cả cô chú anh chị quý khán giả như Mạnh Thân Quân đi, để có thể là giúp được chị một chiếc xe khoảng chừng 5 triệu đổ lại. Ừ, vậy đó chị mừng cho người chị đi mua bên cạn mua cá là sẽ làm khu này kia đó. Dạ dạ con lắm, tại vì chị không có xe rồi dạ. Vậy đây là 2-3 triệu vậy là chị đi mua đủ thứ luôn. Em mà có tiền trong túi thiệt 5 triệu là em đi mua xe cho chị liền, bụp liền luôn chứ không nói nhiều thiệt. Ở vậy nhà chị thấy không, không có. Có là mua cho chị liền luôn, chứ chị đi có phương tiện đi. Sau này nào chị có chứ nói dốc không có em. Người em vô nhà chị hồi nào tới giờ có thấy chiếc nào không? Đúng là từ đầu cũng em biết nè. Hồi giờ vậy chị ha, em dặn chị như là tiền này thì chị thì tiền chị Lan ở chị ơi chị Lan giúp đỡ cho em dạ. Em mà chúc cho chị mần ăn phát đạt, dặn dạ. Sự như ý, đừng cho chị dạ. Bệnh hoạn cứng tay cứng chân con, là em phù hộ cho chị, cho trời cầu nguyện cho trời vậy đó dạ. Cho chị khỏe.
Dạ rồi, kính thưa cô chú anh chị với khán giả, thì số tiền của Vĩnh nhận là 5 triệu của bên mạnh thường quân của Vĩnh ở Úc, có chị Lan gửi theo Vĩnh 5 triệu nhưng mà có đưa trước 3 triệu để cho chị thử làm ăn như thế nào. Thì không ngờ thì chị cũng đem tiền đó thì đem chích ra trả tiền đất rồi. Thì hôm nay thì Vĩnh cũng còn giữ lại số tiền là 2 triệu đó, thì Vĩnh cũng ngày hôm nay xin trao cho chị luôn. Và từ đây sắp tới là em sẽ cập nhật chị liên tục luôn để coi như thế nào. không cho chị lấy cái tiền này để chích ra phần cái gì hết. Hồi là tiền vốn của mình, thằng quân của mình nha. Chị xin lỗi đi, tại vì chị hơi thiếu một chút, tại vì con của chị á, không vậy rồi. Là chị không đến đỡ. Dạ, em hiểu rồi. 3 triệu này cũng số khủng lắm á, 5 triệu rồi. Số khủng lắm, không phải nhỏ đâu em. Rồi em hiểu rồi, giờ cứ nghe theo em nha. Mua một con heo đất đi. Đúng rồi. Mà bự bự chút, heo đất cứ ngày chị chích vô 20, 30 ngày nào lời đúng nhiều rồi, có thể vô nhiều rồi. Đó có khi mình được lên clip này Hữu Dương đến Mạnh Thông Quân giúp được chị chiếc xe rồi đó, là sau này là chị có thể là lời là mình sẽ lấy trọn hết. Một ngày đổ khoảng chừng 20 xăng thôi. 20 xăng là chị đi thoải mái. Dạ. 20 xăng chạy một ngày mình á. 20 xăng thôi. 50 chị chạy 2 ngày 2 3 ngày bình thường. Đúng rồi. Chứ xăng của em là chạy trời rồi mình cũng 50 ngàn chạy 4 5 ngày đó, không chạy xa nữa. Rồi vậy chị ha. Dạ. Nói chung là cũng tối rồi. Dạ. Giờ này cũng chiều lắm rồi. Chị lại, cảm ơn em nha. À, thấy đường này khó khăn quá, đi ra vô tầng xình với Đức lại lỗi và xe bỏ ngoài, lỗi ra gần cây số lấy xe nó mệt chứ, nãy em tính không vô nữa, không vô cũng được. Dạ. Tại còn 2 triệu phải đưa vô rồi xem tình hình chị như thế nào nữa. Rồi như vậy chị ha. Dạ. Em nói chung là cũng chúc chị làm lại từ đầu thì mua may bán đắt. Dạ. Còn 2 triệu này chắc chắn sẽ làm vốn nha, không có đúng rồi, chích chỉ làm vốn này rồi. Kia nữa đúng thì sau này mình có Hữu Duyên thì có Mạnh Thường Quân nào hoặc dạ. Như là cô chú nào đóng gửi tiền để gom góp cho chị một chiếc xe đó thì em mới tiếp tục để có những kinh phí rồi mới chị tính tiếp nữa ha. Còn giờ tạm thời thì mình cứ ngồi xe ôm đỡ đi biết sao giờ ha. Dạ. Vậy chị ha. Dạ. Tôi xin phép chị về luôn. Dạ. Ở nói chung là Quỳnh xin đến thăm chị Phiên đến đây thôi cả nhà. Quỳnh xin khép video tại đây, hẹn gặp lại về video tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.